Trên đường tỉnh 394 đoạn từ xã Cẩm Vũ đến xã Cao An huyện Cẩm Giàng, vào lúc 8 giờ sáng qua 19 tháng 8, phóng viên thời sự ghi lại hình ảnh xe tải biển kiểm soát 34C36818 hướng từ xã Cẩm Vũ về thôn Phú An, xã Cao An chở nguyên vật liệu xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài chở xi măng, chiếc xe này còn chở sắt, những cây sắt dài, một đầu được buộc trên thùng xe, đầu còn lại được đặt trên chiếc lốp xe hỏng kéo lê trên mặt đường. Đặc biệt, xe này di chuyển trên đường có nhiều người và phương tiện lưu thông qua nhiều khu dân cư gây mất an toàn giao thông. Hình ảnh xe tải chở sắt thép cồng kềnh ngang nhiên lưu thông trên đường trở thành mối nguy hiểm rình rập người tham gia giao thông bất cứ lúc nào.